Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tô màu nha. Và đặc biệt là tốt xong rồi nha các bạn nào.
Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hôm nay mình sẽ đi cho màu này. Thì ra mới mở dài dài rồi để quay. Thì có mở vải mạnh. Đấy như là đây, cắm được cả hộp này sang.